Chương trình promotion cuối cùng trước khi list sàn, dự kiến list sàn OKX và Bybit khoảng ngày 15 đến 20 tháng 3 năm 2024. 1. Dành cho tài khoản chưa mua Like lần nào, tính từ 3 giờ 19 tháng 2 năm 2024 trở đi, mua 10 đến 500 USDT, nhận NFT level 1, cộng 1 đến 50 vé quay trúng thưởng, cộng 1% Like. Mua 501 đến 1.000 USDT, nhận NFT level 2, cộng 50 đến 100 vé quay trúng thưởng, cộng 10% Like. Mua 1.001 đến 2.000 USDT, nhận NFT level 3, cộng 100 đến 200 vé quay trúng thưởng, cộng 15% Like. Mua 2.001 USDT trở lên, nhận NFT level 4, cộng 20% Like. Like thưởng sẽ nhận chia đều trong 14 ngày. 2. Dành cho tài khoản đã sở hữu Like trước đó trước ngày 19 tháng 2 năm 2024 đổ lại. Đã sở hữu từ 9 USDT đến 499 USDT chỉ cần mua 1 USDT sẽ nhận NFT level 1. Đã sở hữu từ 500 USDT đến 999 USDT đến chỉ cần mua 1 USDT sẽ nhận NFT level 2. Đã sở hữu từ 1.000 USDT đến 1.999 USDT chỉ cần mua 1 USDT sẽ nhận NFT level 3. Đã sở hữu 2.000 USDT trở lên chỉ cần mua 1 USDT sẽ nhận NFT level 4. Chú ý, tài khoản cũ trước ngày 19 tháng 2 doanh số bản thân phát sinh từ 19 tháng 2 đến 25 tháng 2 vẫn được tính thưởng Like như người mới. Vé bóc thăm, trúng iPhone, MacBook, chương trình promotion cuối cùng trước khi list sàn. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị, thứ nhất là đăng ký, này, thứ hai là mua cái vòng pre-sale, này, cái vòng pre-sale, vòng thiên thần nha các anh chị. Đây, các anh chị vào cái, thứ nhất các anh chị bấm vào cái đường link này nha. Rồi, sau khi bấm vào đường link đó, các anh chị bấm vào start giùm em nha. Rồi, chờ xíu các anh chị. Rồi, sau khi các anh chị bấm vào start, các anh chị bấm vào channel nè. Các anh chị bấm vào channel để các anh chị tham gia cái, đây, các anh chị bấm vào zone nha. Rồi, các anh chị quay ra, các anh chị vào cái box nè. Chúng ta phải mua vòng pre-sale ở trên cái box nè, các anh chị like lên box nè. Rồi, sau khi các anh chị bấm vào channel, các anh chị vào zone kênh á, thì các anh chị bấm vào từ chat cho em nha. Rồi, đây các anh chị. Rồi, các anh chị bấm vào từ ví nha. Rồi, các anh chị đặt cái mật khẩu giùm em nha. Đặt mật khẩu để khi mà chúng ta mua Like, chúng ta phải đặt mật khẩu. Nếu mà các anh chị mất mật khẩu, các anh chị mất Like luôn đó nha. Các anh chị chú ý giùm em nha. Rồi, các anh chị bấm vào xác nhận nè. Rồi, các anh chị bấm vào thêm mật khẩu nè. Bấm vào thêm mật khẩu nha. Rồi, chỗ này các anh chị bấm vào nhập mật khẩu với. Rồi, sau khi các anh chị nhập mật khẩu, các anh chị bấm đi nha. Thì đã nhập mật khẩu thành công nè. Rồi bây giờ các anh chị nhập lại cái mật khẩu nha, để em nhập lại mật khẩu cái. Rồi, sau khi mà các anh chị đã nhập vào cái mật khẩu thành công thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví cái USDT nè các anh chị. Đây các anh chị, địa chỉ ví USDT nè. Thì chỗ này là cái địa chỉ của Binance Smart Chain nha, BEP20 nha các anh chị nhớ giùm em nha. Bây giờ chúng ta sẽ gửi, nó sẽ ra mỗi các anh chị nó sẽ ra một cái địa chỉ ví USDT BEP20. Rồi bây giờ em sẽ sao chép nè. Em sẽ gửi cái USDT vào cái địa chỉ ví này nha. Thì các anh chị có thể chuyển từ cỡ ví chết là ví MetaMask hoặc là ví nào đó, miễn sao có USDT chuyển qua màn BEP20 á, thì ở đây em có ít đô trên 40 đô nè, em chuyển từ trên sàn nha, sàn Binance nè, em sẽ chuyển về bên đó, gửi vào tiền mã hóa nè. Rồi em copy cái địa chỉ ví bên Telegram nha, dán qua chọn nhớ BEP20 nha các anh chị, BEP20 nha. Rồi em sẽ rút tối đa chuyển vô đó. Rồi đã, em đã chuyển về phía, em quay lại cái tele nha các anh chị. Rồi là các anh chị chờ tầm khoảng. Rồi sau khi mà các anh chị chuyển vào cái địa chỉ ví này nè, cái địa chỉ ví của cái box á, thì các anh chị đợi 1 tới 2 phút thì các anh chị bấm vào cái chữ Bugat nè. Rồi các anh chị bấm vào password nha, password hồi nãy các anh chị đã cách
Rồi, sau khi mà nhập cái bắt bắt cuộc thì đúng á thì nó sẽ ra là cái gì? Chờ từ 1 tới 3 phút nha. Rồi, sau khi có 1 phút thì đã các anh chị nó ra cái bảng nè. USDT đã nạp vào nè. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có đô rồi thì chúng ta bắt đầu mua Laika nha. Các anh chị bấm vào mua Laika giùm em. Rồi các anh chị đây là các anh chị sau khi bấm vào mua Laika nè. Rồi thì cái giới hạn nhiều nhất các anh chị mua là 10.000 USDT nha. Rồi bây giờ chỗ này nhập vào số lượng chỗ đây nha. Bây giờ các anh chị nhập cái số chẵn giùm em nha. Rồi bấm đi. Rồi approve xong rồi là các anh chị bây giờ nhập cái bắt quật nha. Bắt quật nãy đặt á. Rồi sau khi nhập password các thì sẽ đợi 1 tới 3 phút nha các anh chị. Để nó cập nhật cái số dư lên nha. Chưa tới 1 phút nó đã cập nhật số dư rồi các anh chị. Rồi, đã mua thành công rồi các anh chị. Các anh chị phải ghi lại cái mật khẩu đó nha các anh chị để sau này chúng ta chuyển về ví nha. Rồi thì bây giờ các anh chị muốn lấy cái đường link đó. Thì các anh chị mua ít nhất là 25 đô nha. Thì mua tập khoảng 30 35 đô gì đó để chúng ta lấy được cái đường link giới thiệu nha. Muốn lấy cái đường link giới thiệu các anh chị bấm vào menu giùm em nè. Chỗ đây menu nè. Rồi, các anh chị bấm vào loyalty. Loyalty tức là người này nắm giữ trung thành á. Rồi các anh chị bấm vào loyalty giùm em nè. Thì sau khi mà bấm vào loyalty á thì nó sẽ ra cái chỗ này là cái đây là các chị copy cái này các anh chị giới thiệu nha. Sau đây mình hướng dẫn cách mua Laika qua website của Laika. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang laika.org. Chọn mục Get Laika. Laika sẽ đưa các bạn đến trang Connect với ví điện tử. Các bạn chọn vào Connect Wallet. Chọn vào Wallet Connect. Lựa chọn ví cần kết nối. Ở đây mình sẽ dùng ví MetaMask. Đăng nhập và nhấp vào kết nối để xác nhận kết nối với Laika. Như vậy là ví đã được kết nối và có báo là tài khoản ví mình có thể mua nhiều nhất là 44 USDT. Anh chị nhập mã người giới thiệu GEKNZXMX. Mình để bên dưới. Anh chị nhớ nhập mã người giới thiệu để có thể nhận được phần thưởng bổ sung từ Laika nhé. Nếu không nhập thì sẽ không có khoảng phần thưởng bổ sung. Anh chị nhập số USDT cần mua Laika. Ở đây mình sẽ mua 28 USDT. Chọn vào Buy. Anh chị sẽ được dẫn quay lại ví để xác nhận giao dịch. Anh chị nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch nhé. Anh chị quay lại ví và nó đã báo thành công. Với 28 USDT mình đã mua được 466.600 Laika với giá 0.00006 USDT trên một Laika. Anh chị qua mục Loyalty để lấy mã giới thiệu nhé. Anh chị có thể giới thiệu người tham gia cùng xây dựng đội nhóm để nhận phần thưởng ở 3 cấp độ và nhiều nhất là 8% cho mỗi lần mua nhé. Video chỉ là quan điểm cá nhân các anh chị cân nhắc và tự ra quyết định đầu tư nhé. Chúc các anh chị thành công. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách tạo ví Laika Wallet. Đầu tiên các anh chị lên chợ ứng dụng Google Play và App Store để cài đặt ứng dụng Laika Wallet. Các bạn tạo ví bằng địa chỉ email của các bạn, chọn vào mục chấp nhận chính sách bảo mật, chọn Sign In, bạn nhập 6 số xác nhận mà Laika gửi đến địa chỉ email của các anh chị. Anh chị tạo mã PIN để đăng nhập ví. Sau khi tạo mã PIN thì anh chị đã vào được địa chỉ ví. Có thể thấy ví Laika nhìn rất thân thiện phải không? Wallet là địa chỉ ví. History là lịch sử giao dịch. Profile nơi anh chị có thể thay đổi cập nhật thông tin cá nhân. Anh chị cần chú ý đến mục Earning nơi anh chị có thể kiếm tiền. Tại đây anh chị cần hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm được điểm thưởng.
Sau này có thể quy đổi thành like hoặc phần thưởng. Follow trang Telegram anh chị được 10 điểm. Quay lại trang hàng ngày anh chị cũng nhận được điểm thưởng. Follow trang Twitter anh chị được 10 điểm. Anh chị có thể tham gia game để nhận điểm thưởng. Ở mục Referral Program anh chị cần nhập mã người giới thiệu để nhận được 10 điểm. Anh chị nhập mã D5Z4MTZX để ủng hộ mình nhé. Anh chị nhớ quay lại app hàng ngày làm nhiệm vụ để nhận thêm điểm thưởng. Bên cạnh đó anh chị nhớ xây dựng thêm đội nhóm để kiếm nhiều điểm thưởng hơn nhé.